Hi, chào anh em vào xỉa luôn, mình tờ lũ anh chỉ đáng. Rất vui quay trở lại bạn là trong video bản ác tập số 470 sao ấy. Các bạn nhìn cho mình tiêu đề nhá. Bản ác chất lượng theo mình nghĩ là VIP nhất trong cái tháng 6 này rồi. Dù hôm nay mới chỉ là ngày mùng 2 thôi. Đấy. Mình nghĩ đây sẽ là ác VIP nhất trong tháng này rồi. Trong tháng 5 thì cũng không có ác nào tốt được như ác này. Nguyên do là do các ác chính, ác top server thì đầu đều đã có chủ cố định và họ gần như rất là gắn bó với cái server mà họ đã mua được. Khi mà lên là thành ra không có chuyện mua đi bán lại nữa. Còn các top ở server thời mới như là từ 64-65 đổ đi cũng không thấy gì, chứ nói tới server 7X. Nên thành ra là ác VIP, ác shit, ngon, chất lượng cao, chất lượng cực cao, mà cực kỳ hiếm. Ở đây là một ác như vậy các bạn ạ, cực kỳ hiếm nhá. Nguyên do rất đơn giản là tuần này thì bắt đầu hầu hết các trường học sinh sinh viên đều đi học đi làm rồi. Các khu công nghiệp sản xuất rồi nhà máy xí nghiệp vân vân thì đều đã bắt đầu đi vào hoạt động bình thường này, sau đợt dịch Covid rất ghê gớm, nên thành ra là ông cũng không còn nhiều thời gian nữa. Vừa mới nạp mà cái gói để nâng cho thần bài đến S-Max có mấy hôm thôi này, cái gói mà các bạn để ý cái gói mà nó có sự lựa chọn cho tung một thần bài ấy. Đây là mình vừa vào mình thấy đấy, đây nghĩa là thật sự ông này bán cũng không hẳn là cái gì nhỉ, về thu hồi vốn hay mình tiền giấc gì đâu, chẳng qua là công việc ông đây các bạn này. Đấy, nó là đồ của Tung và của đây là của Tung của Saiki ở lần trước thì thần bài là lâng lâu rồi. Đây các bạn này, phím đỏ. Đấy. Nên thành ra anh em là mua, nói chung là theo mình nghĩ thì thật sự thì mua ạc kiểu gì thì giá nó cũng hời. Đấy. Battle Pass và siêu lợi tức cực kỳ đều tay các bạn nhé. Đấy, tháng này thì cũng sẽ được free Battle Pass, đây đâu mình chưa nạp thôi. Ông này thì cũng là một khách, gọi là khách quen của mình. Đấy, cũng mua đi bán lại từ hồi server cùng server 60, không phải ông nhảy qua 64. Đấy. Do 60 thật sự các bạn không cạnh tranh nổi. Đấy. Trong túi thì vẫn còn dư kim cương nhá, nhưng nó thật sự không quan trọng, mình kim cương nổi các bạn cũng thấy nó cũng dư giả thoải mái rồi. 89.000 kim cương. Trong này mình check tiện thể mình check luôn các bạn, hồng điệu sách cũng như các vật phẩm. Đấy, đây này, vẫn còn túi kim cương. Đôi hiện tại thì chắc chân top 3. Đấy, thua uy lực của hai tay top 2 và top 1 nên thành ra không làm gì được. Ác thì thực sự thì cũng không phải là VIP quá cao, VIP 13 thôi. Đấy, siêu lợi tức còn 20 ngày các bạn nhé. Anh em nào mua ạc cũng tiết kiệm được khoản đấy. Túi đồ đấy mình có check các bạn rồi, đó là nó có 90 cái mảnh này. Đấy, như các bạn làm nhiệm vụ chắc chưa cần đến level 50 đâu, level tầm 30 là sẽ được thêm 10 mảnh này nữa thì sẽ có một cái gói Battle Pass free. Hay còn mình check đội hình test 1-2 trận nhá. Các bạn thấy nó cái chắc chất. Ở đây là thần bài S-Max, Ghi S-Max, Kyo S-Max, 5 sao tất nhiên không thể. Shunei thì mình thấy rằng S-Max nó cũng không tạo ra cái sự khác biệt quá lớn. Nhưng mà Tứ Môn thì nó lại tạo ra sự khác biệt khi mà tốc độ hồi nộ của nó tăng và kinh khủng khiếp. Cuối cùng là Geniko. Các vị trí 5 sao mình đều cho rằng là rất thích hợp. Đấy, vì 6 sao nó cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Đặc biệt là nó đến ngày phải thay rồi. Dự trù của chủ ác rất rõ ràng là sẽ thay thế Magaki bằng con Rapeto, một con tanker chất lượng hơn và giảm công mạnh mẽ hơn so với Makaki. Anh bạn ấy bỏ không lấy con Kesu Tiểu Long. Chứ mình nghĩ là nếu mà giao rap nha, thì với bản ông sẽ vẫn giữ lại chơi đấy, vì nó chưa hoàn thành ý nguyện mà. Nhưng mà chờ thêm một tháng nữa thì công việc của Lubu đúng không? Nó sẽ khó khăn ra. Đấy, và server này đua cũng nhẹ nhàng lắm các bạn. Chả phải riêng server được, tất cả server đua rất nhẹ nhàng. Gần như không ai thèm lấy luôn ấy. Ok, không cũng không lấy đấy. Tôi và tôi thì đấy, quay mèo phun mốc rồi các bạn nhé. Đọc môn thì không biết câu có tin không? Đấy, check cho câu chắc không nhiều không, thật sự chỉ xem ảnh chứ không nghe. Đấy, thành ra là không lắm được. Mình check luôn nhá. Bộ răn này, 4 viên đỏ, 6 viên đỏ. Rồi, hết rồi đúng không? Như vậy là gần 2 bộ full đỏ các bạn ạ. Đấy, ở trong đó Shion thì mình xem viên đường 6 là đam, đấy, tăng thêm 7,5% đam. Còn 9 mạng thì tất nhiên là sẽ không cần nữa. Có sát thương 9 mạng thì được chứ còn đâu. 9 mạng thì nói thật với các bạn dư thừa nhiều quá rồi. Đấy. Riêng cái nội tại các bạn ấy thêm 9% rồi nhá. Đấy, cộng thêm đây anh 18% rồi nhá. Đấy, nội tại của nó nữa. Có đây là anh chắc chắn 9 mạng. Quẩy đây. Chứ check chả biết check gì. Thôi mình đánh từ top 3 4 trở xuống thôi nhá. Đấy, chứ không đánh được top 1 top 2 đâu. Lục chiến tranh nhau 500k các bạn. Top 2 sợ thật, không biết người Việt Nam người nước ngoài nữa. Nói chung thì các bạn vào phải hỏi trong hội server biết rồi.
Server 64 có là server khá im hơi lặng tiếng ở trên group so với S65, S66, S67. Cái câu này gái ghê lắm. Còn S64 thì khá là im hơi lặng tiếng. Đấy, nguyên do mình nghĩ rằng là cũng không có quá nhiều người Việt Nam mà đánh nhau chủ yếu với hội server nước ngoài. Rồi sẽ giết ghi hay là rồi giết Saiki rồi. Thực ra giết con đằng sau ngon hơn vì Saiki đứng đằng trước chấm máu kiểu gì là chết. À không, nhưng con Sion bên đối phương vẫn chết đấy. Đấy, vì bên mình còn một con lại sống nhé. Vì bên mình còn con Sion chọc phát cuối mà. Gọi là Sion nó chọc tở. Combo Sion và Gideon. Hai con sát thủ. Ghi thì sát thủ dựa vào độc chiêu. À rồi tuyệt kỹ. Còn Sion thì độc sát thủ dựa vào độc chiêu các bạn. Mặc dù Sion ghi không còn quá mạnh như ngày xưa nhưng mà cái ám của nó thì vẫn vô cùng hiệu quả các bạn ạ. Và sát thương của nó khi mà các bạn chưa lên S-Max thì các bạn có thể chê là yếu nhá, là thiếu đam nhá. Nhưng mà khi lâng lên S-Max rồi thì thôi đừng hỏi vì sao. Đồ bạn châu an đúng không? Con ghi của mình cũng là lắp rune sát thủ. Đấy, cũng là rune về thiên vị trí mạng nên không có phòng thủ. Đối phương phản hồi gọi là hồi mã thương quả cũng rất ghê gớm đấy. Team hai bên thì mình thấy là la ná như nhau. Hàng dưới là y hệt nhau này. Hàng trên thì cũng tạm thời mình thấy giống đến 3 phần này. Đấy, tất nhiên là hai team mà giống hệt nhau thì mà lại là đều theo hướng là nhiều võ sĩ tung được ngay từ số 1 thì ai mà đánh trước thì người được hưởng lợi đúng không? Gọi được vạ thì gọi được mạ thì mà đã sưng. Đấy, nên thành ra là trận chiến nó chiến thắng nó cũng là điều rất dễ hiểu thôi. Đấy, chủ yếu là đội bạn thua mình uy lực. Ê, thời điểm này thì thời điểm mà rap battle nó chưa ra các bạn ạ. Đấy, thì cái sức phòng thủ nó vẫn yếu hơn sức tấn công. Nói thật là công nó vẫn là cái lợi thế hơn. Thành ra ai hơn uy lực là người đấy có lợi thế to lớn. Khi rap nó ra rồi thì cái yếu tố đấy nó bắt đầu cân bằng lại một chút. Đấy, bởi vì rap gần như là bất khả xâm phạm trong những lời đầu tiên. Nó tập tăng rất nhiều thủ. Rồi đối phương các bạn thấy phản ứng phải hồi mã thương lại cũng rất mạnh mẽ đúng không? Nhưng các bạn lưu ý hai bên là như nhau. Và thần bài Feta cũng có S-Max chứ không phải không có S-Max đâu. Sion mình nghĩ bạn nào mà thích chơi S-Max thì cũng được. Hồn vũ khí của nó giờ thấy thêm một cái nó cũng chỉ có khoảng 20k kim cương. Mà đợi thêm 1-2 tháng nữa thì kéo nó chỉ còn 14k kim cương. 14-16k kim cương này. Nó cũng rẻ mà. Thì các bạn thể lấy S-Max cũng được. Nhưng mà chơi tính toán sâu sắc Chili từng tí kim cương một thì không nhất thiết phải cần S-Max của Sion các bạn nhé. Đấy thì các bạn chơi cho mình Rap này rồi S-Max Mizuchi ấy. Nó là cái quan trọng hơn. Rap thay Magaki và Mizuchi thì thay cho cái Nico. Thế mình nghĩ là hợp lý hơn. Lết rồi thì Sion nó không có cửa với thân bài. Một vả chết ngay. Con nào cũng chết. À không, quên đứng hàng trước này thì nó chỉ thút máu được khoảng 2/3 thôi. Đấy, nhưng cũng chết đúng không? Rune của bên mình khỏe quá. Rune của con Sion rune ngon các bạn. Cũng có độc chiêu. Rồi, hai bên chọc nhau rất ghê gớm. Mình nhận thần bài hưởng lợi nhé. Chặt. Các top đằng xin dưới mà anh cũng tương tự, mình sẽ tra xem có đấy, gần gần giống với nhau hết mà các bạn đúng không? Đấy, nên là thành ra là cái top nó chưa thay đổi các bạn nhá. Đấy, nhưng mà sắp tới là bắt đầu sẽ thay đổi tương đối lớn. Athena vòng 2, Kensu, rồi Rap. Đấy, chắc chắn là sẽ có người lấy được, có người không lấy được. Rồi ông Picardy xanh này cũng lên được 6 ấy, trước đụt từ 1 x ấy. Đấy, Sunay ông định bỏ đi hay sao ấy. Sunay bên bản này ngon lắm các bạn ạ. Không thấy tay nào chơi trong top chơi chơi Geniko các bạn ạ. À quên cái gì nhỉ? Chơi Kensu Tiểu Long. Không thấy mặt nhau luôn. Không thấy luôn các bạn ạ. Thôi lại đánh với ông, đánh ông có ảnh đại diện đấy vậy. Lấy cái hương hoa thôi vậy.
Mình nghĩ là kết quả nó cũng không thay đổi đâu. Giờ ai khắc được. Đây, à đây có con Tung và con kia là con Eli này. May ra có cơ hội cho nhưng khó lắm. Chọc vào hàng sau thì vẫn chết. Hàng trước thì còn sống được chứ hàng sau vẫn chết. Đặc biệt cái con nào mà dính ám của Makaki rồi thì, à của Gideon rồi thì khó mà sống được. Các bạn nhìn đứng hàng trước không kịp biến hình. Vì nó là sát thương thêm tới từ run sói. À mình tới từ run sát thủ. Nên sau khi giết được người nó vẫn được, nó vẫn được hồi phun nộ các bạn nhé. Đấy nghĩa là giết người bằng cái sát thương thêm của run là nó không tính. Đấy, nó chưa tính run, nó không tính Saiki, à có hiểu con Shion là giết người. Mà thực ra nó giết rồi đúng không? Nó ảo chỗ đây. Thần bài hàng trước trâu lắm. Vị trí hạt nhân dù là S-Max các bạn thấy không mấy khi được thi đấu khi mà dính ám rồi. Hoặc là gặp những cái con sát thủ đó là bắt vào rồi. Rồi. Bay không? Bay đấy. Mình còn ghi điên nữa cơ mà các bạn. Còn độc chiêu của Shion nữa mà. Chí mạng điên cuồng lắm. Còn ám của ghi nữa. Ui. Cái combo ám ghi kết hợp với Shion thì auto chí mạng. Thắng nó chênh lực quá đúng không các bạn? Mà mặc dù lực chiến là không chênh nhau mấy đâu các bạn nhé. Đấy. Bên mình 275, bên đối phương là 265, chênh nhau 100k. Liều mình đánh tay top 2 này nhá. Hơi khó đấy, vì hắn chùi hắn hơn nguyên lực Shion, thần bài cái Nico và cả thằng Kyo Flame đều tung được kỹ lượt 1. Khó lắm các bạn, không thắng được. Ông Matcha này cũng thế. Hai thằng nước ngoài, Joy Club, Elite y chang đúng không? Chả khác nhau cái gì. Em thôi mình trong tương lai cho nó sẽ thay đổi chứ không thể nào ai giống ai được. Ác lạnh thế. 89k kim cương để các bạn đủ toan tính thoải mái. Đấy. Nhiều bạn sẽ cho rằng giá ác cao không mua, ông không mua thì thôi nhá. Chứ ác cái ác siêu chất lượng đấy. Ông thì cũng vừa mới lạp bảo không ít đâu. Toàn bộ thông tin lạp mình đã check xong. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 8 triệu tròn. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video.